tiếp tục phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Nội. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, đội quản lý thị trường số 10 phối hợp với công an huyện Sóc Sơn, công an xã Kim Lũ kiểm tra điểm bán lẻ xăng mini tại địa chỉ thôn Kim Trung, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cột bơm xăng dầu mini di động đang hoạt động bán lẻ xăng. Kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện có một cột bơm xăng mini di động, bên ngoài ghi xăng RON A95Y, cột cắm vào thùng phi và bên trong chứa 100 lít xăng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của xăng trong cột bơm xăng mini di động. Đội quản lý thị trường số 10 đã tạm giữ toàn bộ số lượng xăng trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, đội quản lý thị trường số 10 tiếp tục phối hợp với công an huyện Sóc Sơn, công an xã Kim Lũ kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Kiểm tra thực tế tại cơ sở, có một trụ bơm xăng mini tự động và một trụ bơm dầu mini tự động. Tổng số lượng xăng là 800 lít, dựng trong 5 thùng quy, loại 200 lít trên thùng. Tổng số lượng dầu diesel là 130 lít, dựng trong 1 thùng, loại 200 lít trên thùng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của xăng trong trụ bơm xăng mini tự động. Đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 10 đã tạm giữ, lấy mẫu xăng và dầu để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 5 tháng 5 năm 2022, đội quản lý thị trường số 10 thuộc cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hơn 2.000 lít xăng và dầu diesel chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.